Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 97. Ở cuối tập trước, sau khi đột nhiên xuất hiện một người toàn thân màu trắng bạc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn một quyền của hắn đánh tan sức mạnh của đan lôi. Chỉ sợ đấu tông cường giả khó có thể làm được. Bầu trời yên tĩnh, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên nhanh chóng phục hồi tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn đạo thiểm điện bên trong có bóng người này. Mày nhíu lại, bọn họ phát hiện hơi thở của người kia. Chỉ có thể nhận thấy ở giữa có một cỗ hơi thở cường hãn. Nhưng loại khí thế này tuy cường hãn nhưng có chút cứng nhắc, nhìn giống một loại một người mất đi linh trí ý thức. Đây là... Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đạo màu bạc bóng người, một lát sau hít thật chậm nói, cái kia gọi là thiên yêu khôi sao? Tiêu Viêm thực sự mang cái đồ chơi này luyện ra sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt léo lên có chút kỳ dị, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, lúc trước nghe Tiêu Viêm nói không phải là thiên yêu khôi mà là địa yêu khôi. Ngay trước nhìn sức mạnh của khôi lỗi ta và ngươi cũng xem qua. Khôi lỗi được phân làm 3 cấp bậc là thiên địa nhân. Từ ngày Tiêu Viêm luyện chế ra khôi lỗi này thì nay đã bước vào cấp địa gọi là địa yêu khôi. Tô Thiên trầm ngâm lúc sau, rồi nói, không nghĩ tới địa yêu khôi có thể phát ra sức mạnh bậc này, không hiểu nếu thiên yêu khôi thì sức mạnh của nó mạnh đến mức nào. Có khi có thể đạt đến sức mạnh của đấu tôn cũng không chừng. Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn đạo màu trắng, có khôi lỗi bậc này, chúng ta có thêm một trợ thủ. Xem khí thế của nó có thể đã đạt đến ngũ tinh đấu tông, đối phó với đan lôi này chắc là không có vấn đề gì xảy ra. Tô Thiên cũng gật đầu nói. Tại chỗ Tiêu Y Tiên nói chuyện cùng với Tô Thiên. Tiêu Viêm ngồi xuống bên thềm đá lau vết máu trong miệng, thở hổn hển, lấy thực lực hắn hiện giờ có thể tiếp nhận nhiều đạo đan lôi đã không dễ dàng gì rồi. Muốn chống đỡ hết thì chắc phải thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì mới có thể chống đỡ nổi. Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm cảm nhận lôi đình lực chạy tán loạn trong cơ thể không khỏi run rẩy vài cái. Năng lượng chết tiệt này có thể ăn mòn đấu khí. May mà có dị hỏa bảo hộ nên mới không tạo nên thương tổn lớn. Năng lượng của đan lôi có tính chất tê liệt lại làm cho Tiêu Viêm cảm giác mệt mỏi. Nhưng với đan lôi lực có hiệu ứng tê liệt làm cho cả người của Tiêu Viêm thậm chí đấu khí còn vận chuyển khó khăn hơn. Cắn răng chịu đựng, Tiêu Viêm vào trạng thái tu luyện làm cho sắc mặt bớt nhợt nhạt đi y tê nhiều. Nhìn về phía đám mây đen bên trong chớp động ầm ầm từ từ biến mất về phía tây, làm cho những người khác nhẹ nhàng hơi thở. Đan lôi chết tiệt này cũng sắp chống đỡ hoàn thành, chỉ cần duy trì thêm vài vòng nữa là có thể thuận lợi hoàn thành, Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Trong đó xuất hiện một khỏa đan thuốc mà đỏ sẫm đang tỏ ra một chút yêu dị, tại đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một chút sinh cơ. Vật nhỏ này để tạo được người ta tốn không ít công lực đó. Nhìn thiên hồn dung huyết đan trong tay cười khổ một tiếng khẽ nói. Tại Tiêu Viêm đang ngồi tầng mây lại một lần nữa quay cuồng ầm ầm tiếng sấm sét nổ lên, lại muốn đến nữa hay sao? Cảm nhận năng lượng của lôi đình lực, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Tia chớp thật lớn màu bạc phá sự trói buộc của tầng mây, khoảng khắc chói mắt làm bừng sáng cả nội viện vốn u ám mờ mịt sáng như ban ngày vậy. Đan lôi mạnh như thế này dù chưa có lôi đình lực, so với những đạo đan lôi lần trước đều khủng bố hơn rất nhiều. Dựa theo Tiêu Viêm dự đoán thì Tô Thiên muốn chống đỡ loạt đan lôi này có phần có chút khó khăn. Quả đan lôi này quá khủng bố, đây chỉ là thất phẩm đan lôi chưa thành hình, nếu là bát phẩm cửu phẩm. Loại đan lôi này sở hữu lực hủy thiên diệt địa. Ở giữa không trung, Tô Thiên nhìn sức phá hủy đạo thiên lôi kia cảm thán nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thiên lôi màu trắng bạc kia, sức phá hủy đạt tới trình độ đáng sợ. Địa yêu khôi, lên. Tiêu Viêm nhìn đạo thiên lôi kia đang tiến tới khẽ quát lên một tiếng rồi truyền ra địa yêu khôi. Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa hạ xuống thì địa yêu khôi liền giống như một đạo thiểm điện thẳng đạo thiên lôi lao vào tới. Nhìn thấy địa yêu khôi chọi cứng với thiên lôi, trong nội viện nhất thời vang lên từng đạo kinh hô, lấy địa yêu khôi làm trung tâm một luồng năng lượng hỏa hồng giữa hai tay tuôn ra bao bọc lấy cánh tay. Địa yêu khôi nắm chặt tay không chần chừ chút nào liền xuất ra một quyền. Một quyền bé nhọn nổ vang nhất thời trong không gian từng đạo dao động sóng. Một quyền chứa đựng lực đạo rất lớn, chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên, một lúc sau là tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. Thật lớn ngân lôi, ánh mắt mọi người dại ra, trong khoảnh khắc đầu quyền của địa yêu khôi giáng vào không trung, không gian toái liệt như một cái mạng nhện đen nhánh khiến mọi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngân lôi tan biến trong không trung nhưng địa yêu khôi cũng bị cổ lực lượng khổng lồ hung hăng nện xuống từ thiên không. Âm thanh ầm ầm vang lên cùng với sự rung động của đại địa yêu khôi cuối cùng dừng lại trong nội viện. Bất quá ngay sau đó, không đợi người xem xét, thân thể địa yêu khôi lóng lánh ngân quang lại một lần nữa bay vút ra, trôi nổi trên bệ đá, đem Tiêu Viêm trước mặt dựng thẳng lên xem như một nhân tường phòng ngự. Nhìn thấy địa yêu khôi tiếp được một đạo ngân khôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm. Ánh nắng chợt lướt qua phía trước, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng trọng. Giờ phút này trên người địa yêu khôi đều tỏa ra ngân sắc quang mang, trong mơ hồ còn có điện quang lóe ra, quang mang tựa hồ trở nên thuần túy. Nhưng Tiêu Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế hẳn còn chút ít tạp chất tồn tại. Đạo lôi đình kia tựa hồ trong lúc vô ý đã đem những thứ tạp chất trong thân thể địa yêu khôi trục xuất ra một ít. Yêu khôi luyện chế lấy màu sắc phân biệt cấp bậc, màu sắc càng thuần túy thì thực lực càng cường đại. Nếu trong đồng cấp mà nói, trước kia địa yêu khôi khi vừa luyện chế chỉ ở cấp bậc loại trung thì giờ đây,
qua đạo lôi đình luyện hóa đã tiến hóa không ít, thứ này xem kỹ cũng không tồi nha. Tiêu Viêm khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn đạo lôi vân. Nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa mà nói, không biết địa yêu khôi có hay không tiến giai đỉnh cấp. Ý niệm vừa xoay chuyển, trên bầu trời ngân mang một lần nữa lóe ra, thấy thế hắn lại hắc hắc cười, nói, tiếp tục, lên. Nhận lệnh từ Tiêu Viêm, địa yêu khôi không chút chần chừ lao lên, từng quyền hung ác đánh ra, va chạm trực diện với đạo ngân lôi. Trên bầu trời, thanh âm lôi đỉnh không ngừng vang vọng. Tại đó, có một thân ảnh màu bạc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc, càng ngày càng chói mắt. Loại này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, ước chừng nửa canh giờ, trên bầu trời mây đen cũng dần tiêu tán, lôi đỉnh rốt cuộc giảm đi nhiều, không còn cuồn cuộn. Hiển nhiên, đan lôi lần này đã xong. Đám mây đen bao phủ toàn bộ nội viện nhạt dần, cảm giác áp bức theo đó dần tiêu tán, mà khi từng luồng ánh sáng từ trên trời cao chiếu xuống, mọi người như chút được gánh nặng, buông lỏng thở ra một hơi. Dưới thiên uy, thật quá mức đè nén. Theo mây đen dần tản đi, địa yêu khôi thoáng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Liếc mắt thấy ngân quang lóng lánh, dường như đã không còn chút tạp chất, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên, đem nó thu vào nạp giới. Sau đó lại lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem thiên hồn dung huyết đan cất vào trong đó. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực, miệng lẩm bẩm, lôi đình lực thì thế nào? Dưới dị hỏa của ta, không vật gì là không thể luyện hóa, các ngươi đã dám xông vào cơ thể ta như vậy, thì giúp ta đột phá lục tinh đi. Thanh âm vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm từ từ nhắm lại, hai tay bắt đầu kết thủ ấn. Trong khoảng thời gian luyện đan, Tiêu Viêm dựa vào cái gọi là đan hồn cảnh, tấn giai tới lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá chỉ là một cơ hội mong manh. Vốn là hắn vì chuyện này mà sẽ còn cần một đoạn thời gian. Kết quả bất ngờ, lôi đình lực xông vào cơ thể, mang lại cho hắn một cơ hội tốt. Đến canh ba, hoàn hảo không tính là muộn, là ngày 15, coi như giữa tháng rồi, khoảng thời gian này thu thập không tính là tệ. Đã qua 2 ngày kể từ khi đan lôi bạo phát, mà trong thời gian này Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng tại trên bãi đá, hai tròng mắt đóng chặt. Từng luồng hấp lực từ trong cơ thể nối nhau trào ra đem thiên địa lực lượng nồng đậm chung quanh thu nạp vào trong cơ thể. Từ sau lần đan lôi bạo phát đó, Tiêu Viêm vẫn liên tục duy trì trạng thái thổ nạp như vậy, hơn nữa khí tức của hắn ở dưới tình huống này mà trở nên phập phồng bất định. Từng đợt sóng đấu khí hùng hồn tựa thủy triều không ngừng tràn ra khỏi cơ thể rồi lại từ từ lui về, cứ tuần hoàn như vậy liên tiếp không ngừng. Đối với trạng thái như vậy của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của đám người Tô Thiên tự nhiên rõ ràng là lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp. Bởi vậy bọn họ không chỉ có phái người đi thông báo lệnh phong tỏa bãi đá, mà còn đem một khu vực rộng lớn chung quanh cũng cách ly ra. Trong thời gian này, nếu Tiêu Viêm bị quấy nhiễu ra khỏi trạng thái như vậy thì tổn thất chính là tương đối to lớn, dù sao cơ hội đột phá không thể cứ nói là có thể xuất hiện. Những ngày này, thật ra học viên của nội viện đối với thân ảnh gầy gò mặc hắc bào ở trên bãi đá dần dần quen thuộc. Nếu có dịp tình cờ đi ngang qua dù ở xa xa thì ánh mắt không tự chủ được quay nhìn về phía này, cũng sẽ mang theo một tia kính nể cùng tôn sùng. Ở độ tuổi như vậy mà Tiêu Viêm hôm nay đã có trình độ cao hơn so với một ít trưởng bối trong gia tộc bọn họ. Hơn nữa ai ai cũng biết hiện nay hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao tu luyện. Ai có thể nói trước, ngày sau hắn có khả năng đạt được trình độ cao đến đâu chứ? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không ít học viên trong mắt ẩn chứa sự kính nể lại không khỏi càng thêm nồng đậm, thành tựu của Tiêu Viêm xác thực đáng giá để bọn họ tôn kính như vậy. Mà ở vô số đạo ánh mắt cả ngày nhìn như vậy, Tiêu Viêm ở trên bãi đá lại tựa hồ vẫn như mất đi cảm ứng đối với ngoại giới đích. Khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích tí nào tựa như lão tăng nhập định. Bất quá tuy thân hình hắn giống như một pho tượng bình thường, nhưng một số ít người có được cảm giác linh mẫn vẫn có thể phát hiện khí tức. Từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra vẫn đang liên tục và nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trên bầu trời quang đãng không một bóng mây, Tiểu Y Tiên lơ đãng lăng không mà đứng, một thân khinh trang. Một đầu tóc dài trắng như tuyết tùy ý cuốn một dải dây lụa buộc tóc màu tím, gió nhẹ nhẹ thổi, tóc bạc tung bay. Ý cảnh xuất trần như vậy khiến không ít nam học viên trong nội viện khi đi qua cước bộ tự giác chậm lại, trong mắt lóe lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Đối với Tiểu Y Tiên, học viên trong nội viện biết về nàng cũng không nhiều lắm, bọn họ chỉ biết cô gái mỹ lệ nhìn qua có chút lạnh lùng này vẫn là người bên cạnh của Tiêu Viêm học trưởng. Hơn nữa tối trọng yếu hơn là cô gái này thoạt nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn bao nhiêu so với bọn hắn, nhưng lại là một đấu tông cường giả so với Tô Thiên đại trưởng lão mạnh hơn. Thành tựu kinh khủng đó của Tiểu Y Tiên có thể mạnh hơn nhiều so với Tiêu Viêm, khiến cho không ít kẻ được coi là thiên tài trong nội viện đều cảm thấy ảm đạm thất sắc trước thiên phú tu luyện gần như là quái vật của nàng. Bất quá, việc này cũng chưa từng gây trở ngại cho việc Tiểu Y Tiên trở thành người tình trong mộng của đông đảo nam học viên ở nội viện vào khoảng thời gian này. Thực lực mạnh mẽ, khí chất phiêu dật, quan trọng nhất chính là nhan sắc tuyệt mỹ, mấy điều này hầu như phù hợp rất nhiều tiêu chí tốt nhất để nam nhân chọn người trong mộng. Đương nhiên loại ý niệm này cũng chỉ có thể ở sâu trong tâm khảm mà thôi, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, muốn đem cô gái này thu phục mà không có cái kiểu thiên phú cùng với nhân cách như Tiêu Viêm, thì tỷ lệ thành công hầu như không đáng để nói đến. Đối với việc bản thân ở trong nội viện có thể có được mỹ danh trong khoảng thời gian ngắn như vậy,
Tiểu Y Tiên cũng không biết rõ ràng lắm. Hơn nữa cho dù có biết đi nữa thì nàng cũng sẽ không quan tâm là mấy, tao ngộ mấy năm nay đã tạo nên tính tình của nàng có chút lãnh đạm. Nếu không phải là người quen biết, thì nàng cơ bản không có khả năng chủ động cùng họ chào hỏi hoặc là nói chuyện. Vào lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên bãi đá. Thời gian mỗi ngày nàng cũng đều sẽ nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm hồi lâu như vậy, 5 ngày như một, một ngày không ngừng. Sự chấp nhất này của Tiểu Y Tiên lại dẫn tới lòng thương tiếc khôn cùng của không ít nam học viên trong nội viện. Chỉ cần xem cặp mắt bốc hỏa của bọn hắn mà nói, nếu không phải là cùng Tiêu Viêm có độ chênh lệch quá lớn, sợ rằng bọn hắn thật đúng là sẽ nhịn không được xông lên liều mình khiêu chiến người nọ. Sau đó đem mỹ nhân cứu vớt ra khỏi biển khổ chờ đợi mỏi mòn như vậy. Đương nhiên, loại xung động này vừa mọc lên, còn chưa xông lên tới đầu óc thì đã cấp tốc chết yểu, bởi vì lý trí nói cho bọn họ biết nếu thực sự làm vậy. Sợ rằng không cần Tiêu Viêm xuất thủ, người tình hoàn mỹ trong mộng của bọn họ chắc chắn sẽ tùy ý vung lên ngọc thủ, đem bọn họ đập văng ra như con ruồi muỗi. Gió nhẹ mơn man phía chân trời ve vuốt quần áo trên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, gió lượn vòng quanh những đường cong mê người của nàng. Bàn tay thon mềm khẽ vén vài sợi tóc bạc như tuyết rủ xuống đôi má hồng, cặp mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm vẫn không hề có động tĩnh như trước trên bãi đá, đôi mày liễu hơi nhíu, lẩm bẩm nói, còn không xong. Lần này thời gian để tấn cấp có hay không hơi lâu một chút đây. Từ lúc tiến vào trạng thái tu luyện đến bây giờ, Tiêu Viêm hầu như đã giằng co qua 4 ngày, trong 4 ngày này thân thể hắn vẫn luôn duy trì ở cái loại trạng thái này, không chút cử động nào. Nếu không phải Tiểu Y Tiên có thể nhận thấy được khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm đang từ từ tăng cường mà nói, sợ rằng nàng sẽ thật sự cho rằng trong khi hắn tu luyện có xuất hiện điều bất lợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ Tiểu Y Tiên, nàng chợt chậm rãi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Mà ngay khi nàng xoay người, trên bãi đá lại đột nhiên truyền đến một trận năng lượng bạo động. Lấy thực lực của Tiểu Y Tiên, trận năng lượng bạo động cũng không tính là quá mức kịch liệt này hầu như trong nháy mắt bị nàng phát hiện. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển, kèm một tia kinh hỉ nhìn về phía bãi đá. Lúc này, tại bãi đá, năng lượng cuộn trào trở nên cực kỳ mãnh liệt, từng đạo thiên địa năng lượng loang lổ cấp tốc ngưng tụ. Giống như tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm hình thành một dòng suối, từ thiên linh cái tiến nhập vào trong thân thể. Năng lượng khổng lồ xâm nhập như vậy chỉ rằng co ngắn ngủi hơn 10 giây rồi từ từ tiêu tán, mà khi một tia năng lượng cuối cùng trống rỗng tán đi, thì hai mắt Tiêu Viêm vốn đã đóng chặt 4 ngày thời gian rốt cục bỗng nhiên mở ra. Khi đôi mắt mở ra một chốc, một cổ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa bạo dũng nở ra. Khí thế bạo dũng chỉ trong chớp mắt đã bị Tiêu Viêm cấp tốc thu hồi lại, nhưng biến cố thình lình như vậy vẫn như cũ khiến cho không ít người trong nội viện chú ý. Lập tức từng đạo ánh mắt đều đổ dồn về trên bãi đá, đợi đến khi thấy Tiêu Viêm mở mắt lần nữa thì lại không khỏi vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Đối với nội viện vang lên tiếng ồ, Tiêu Viêm cũng không để ý, cựa cổ, nắm tay tùy ý nắm chặt, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ rất nhiều so với mấy ngày trước. Hắn không khỏi cười thỏa mãn, hôm nay hắn rốt cục thành công đột phá 6 tinh đấu hoàng, đạt tới cấp độ 7 tinh đấu hoàng. 7 tinh, chỉ còn thiếu 2 tinh là có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, đấu tông, cũng không còn xa nữa. Chậm rãi từ bãi đá đứng lên, Tiêu Viêm thì thào tự nói, chợt nhìn về phía bầu trời phía bắc nội viện, ánh mắt có chút thất thần, trước đây khi Huân Nhi ly khai cũng chính là ở phương hướng này. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm phương bắc, một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay nắm chặt, trong đôi mắt đen xẹt qua chút hàn mang sắc bén, giờ khắc này. Hắn cũng nhớ tới vị nam tử nọ lúc trước đi tới nội viện, mạnh mẽ mang đi Huân Nhi, tên của hắn đối với Tiêu Viêm mà nói tuyệt đối là khắc sâu khó có thể quên nổi. Tại hạ là Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh Linh Tuyền. Trước đây, tại phía sau núi của nội viện, người thanh niên cước đạp độc giác thú 4 cánh, từ trên cao nhìn xuống đích đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói như vậy. Linh Tuyền. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng. Khi đó hắn tại trước mặt vị Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh đó chỉ nhỏ yếu như con kiến hôi. Nhưng hiện tại hắn tràn đầy lòng tin, nếu người này lần thứ hai xuất hiện trước mặt, hắn tất nhiên có thể đem người này đánh cho gục ngã dưới chân mình. Tiêu Viêm của hôm nay, trải qua ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành nhanh chóng, đã không còn là một đại đấu sư nho nhỏ của lúc trước mà người đó có thể tùy ý khinh nhờn. Huân Nhi, chờ ta Trung Châu Đại Lục, cũng chờ ta. Đứng trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn bao quát cả nội viện, một cổ hào khí đột nhiên tự trong lòng tuôn ra, tràn ngập trong ngực hắn. Tấn cấp thành công rồi à? Trong khi Tiêu Viêm nỗi lòng dâng trào, một đạo thân thể xinh đẹp mềm mại chậm rãi xuất hiện trên không trung của bãi đá, hướng Tiêu Viêm nhiệt tình nói. Nhìn Tiểu Y Tiên một thân áo lụa nhẹ nhàng mang theo nét thanh thuần động lòng người, Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, nói, thời gian này, vất vả cho nàng rồi. Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy không? Tiểu Y Tiên mắt đẹp khẽ chớp, nhẹ giọng nói. Ha ha, là ta lỗ mãng rồi, nàng đã không thích, sau này ta sẽ không nói vậy nữa. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên có chút không vui, Tiêu Viêm cũng vội vã đổi giọng. Nhìn thấy sắc mặt nàng có chút giãn ra mới thở dài một hơi, cười nói, đi thôi, cùng mọi người sắp xếp một vài câu chuyện xong, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Phải rời đi sao? Khi nào? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, đạo. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt chuyển về hướng bắc, không biết vì sao hiện tại trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng nảy cùng với khẩn cấp, đối với Trung Châu,
hắn rất tựa hồ cực kỳ háo hức. Trong vòng 3 ngày, áp xuống phần háo hức trong lòng, Tiêu Viêm quay đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc của Tiểu Y Tiên, cười nói. Trong sân tĩnh lặng, Tiêu Viêm ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những chiếc lá cây trong viện đã hơi có chút ố vàng, không khỏi than nhẹ một hơi. Quay đầu lại nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa viện, cười cười nói, nhị ca, huynh tới. Tiêu Lệ gật gật đầu, chậm rãi đi vào trong viện, trầm ngâm một hồi nói, ta mới từ Tiêu Môn tới, nghe đại trưởng lão nói, ngươi định rời đi. Tiêu Viêm cười một tiếng nói, cũng tới lúc nên đi rồi, tiếp tục ở tại đây cũng không còn gì khiến đệ có được thực lực để chân chính chống lại hồn điện. Đệ luôn đi trước một bước, mà không, phải nói rằng nơi này bây giờ đối với đệ cũng đích thật là quá nhỏ, Trung Châu có lẽ mới là nơi thích hợp nhất cho đệ. Tiêu Lệ có chút cô đơn thở dài một hơi. Nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng hắn lần nữa lại có chút cảm thán, thiếu niên non nớt năm nào bất chi bất giác cư nhiên đã trưởng thành tới loại trình độ này rồi à. Nhìn Tiêu Lệ cảm xúc hơi có chút trùng xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng nhịn không được ánh lên một tia đau xót. Lần này rời đi cũng không giống dĩ vãng, khoảng cách Trung Châu cùng Hắc Giáp vực thậm chí là Gia Mã Đế quốc cơ hồ là khó có thể tính nổi. Bởi vậy, lúc này đây rời đi cũng không biết lần sau trở về là tới khi nào nữa. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng thoáng trầm trọng, Tiêu Lệ lại vội vàng xốc lên tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm cười nói, đừng có cùng nhị ca của đệ sức mất nữa. Nếu đại ca biết được ta làm trở ngại cước bộ của ngươi, e rằng không mắng chết ta không được. Đề cập tới đại ca, Tiêu Viêm trong lòng cũng trở nên ấm áp, nói, đệ đi rồi, đành nhờ nhị ca điều hành Tiêu Môn cho tốt vậy. Có bản môn làm sức bật, tiềm lực phát triển của Tiêu Môn là khó có thể hạn lượng được. Nói không chừng khi đệ trở về, Tiêu Môn đã trở thành toàn bộ chúa tể của toàn bộ Hắc Giác vực rồi ha. Tiêu Lệ nhếch miệng cười một tiếng, hào khí nói, đệ yên tâm, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không nên xem thường đám người Hắc Giác vực, bất quá đệ đã cùng đại trưởng lão nói qua, hắn sẽ toàn lực trợ giúp huynh. Già Nam học viện cùng thế lực trong Hắc Giác vực xưa nay vốn bất hòa, dĩ vãng cũng đã chịu thiệt không ít. Mà hiện giờ có Tiêu Môn, Già Nam học viện cũng có thêm một minh hữu, bằng sức ảnh hưởng Tiêu Môn tại Hắc Giác vực dần dần khuếch tán, ngày sau cũng có thể hoàn toàn khiến Già Nam học viện thoát khỏi loại cục diện yếu thế này. Tiêu Lệ gật gật đầu nói, yên tâm, đệ đã đem một cái Tiêu Môn trọn vẹn giao cho ta, ngày sau ta sẽ trả lại một cái Tiêu Môn so với ngày hôm nay cường đại hơn mấy chục lần cho đệ thấy. Tiêu Viêm cười cười, thoáng chần chờ một chút rồi từ trong nạp dưới lấy ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc có một quả đan dược màu hồng tím, bàn tay khẽ vuốt ve bình ngọc. Một lát sau mới đưa cho Tiêu Lệ, nhẹ giọng nói, đệ đi rồi, làm phiền nhị ca phái người đem đan dược này đưa tới Gia Mã Đế quốc đưa tận tay Thải Lân. Thải Lân là Mỹ Đỗ Toàn nữ vương. Nghe được tên này, Tiêu Lệ cũng nao nao, bất quá hắn cũng hiểu rõ một ít quan hệ giữa Thải Lân cùng với Tiêu Viêm, vì thế gật gật đầu, cũng không hỏi chi tiết sự tình, tiếp nhận đan dược. Sau đó thận trọng bỏ vào nạp giới, nói, tam đệ yên tâm, đan dược này nếu sắp xếp được thời gian ta sẽ tự tay đưa tới Gia Mã Đế quốc. Tiêu Viêm gật gật đầu cười, nhẹ giọng nói, mặt khác, huynh cũng nên liên hệ cùng đại ca thường xuyên một chút. Thế lực Viêm Minh hiện giờ ở Gia Mã Đế quốc cũng coi như là mặt trời ban trưa, có Thải Lân trấn thủ. Chỉ cần một ít cường giả chân chính của hồn điện không ra tay thì khó có thể đối với Viêm Minh tạo thành thương tổn. Ngày sau nếu như Tiêu Môn thực lực dần dần tăng mạnh, cùng Viêm Minh một đông một tây là đã đủ để ở vùng Tây Bắc địa vực này mà tung hành. Tiêu Lệ gật gật đầu. Sau đó nhìn Tiêu Viêm nói, lần này rời đi, khi nào thì đệ trở về? Tiêu Viêm trầm ngâm, chợt lắc lắc đầu, thấp giọng nói, đệ cũng không biết. Khi nào đi? Ngày mai. Nghe vậy, Tiêu Lệ không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, hung hăng ôm chặt Tiêu Viêm một cái, hai tay ở phía sau lưng hắn vỗ vài cái có lực, nói, tiểu gia hỏa, tự chăm sóc cho tốt. Nhớ kỹ câu nói kia của đại ca, Tiêu gia không thể không có ngươi, giải cứu phụ thân cũng đồng dạng chỉ có ngươi mới có năng lực làm được. Nghe được thanh âm, Tiêu Lệ đột nhiên trở nên khàn khàn rất nhiều, tâm tình Tiêu Viêm cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhịn không được đỏ lên. Nhị ca, huynh cũng bảo trọng đó. Hôm sau, ánh nắng ấm áp từ phía chân trời nghiêng nghiêng trải xuống, chiếu rọi ở cánh cửa nội viện. Nơi đó đã có đông đúc người tụ tập, từng đạo ánh mắt nhìn về trên sườn núi núi nhỏ bên ngoài, ở đó có vài đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Đại trưởng lão, nhị ca, tiễn đến đây thôi ha. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên cùng với Tiêu Lệ, lại nhìn Ngô Hạo cùng với phần đông nội viện đệ tử phía sau, không khỏi cười một tiếng, rắn giỏi nói. Nhìn thanh niên áo đen vẻ mặt ấm áp tươi cười, Tô Thiên cũng hơi có chút sầu não, nói, các ngươi nhiều người. Hân Lam lại vẫn chưa đạt tới đấu vương nên không thể phi hành, vậy tạm dùng đầu sư thiếu này để di chuyển đi. Tô Thiên vừa dứt lời, một đạo thật lớn bóng đen mang theo một tiếng ưng khiếu từ không trung từ từ hạ xuống. Đôi cánh thật lớn vẫy động mang theo một cỗ cuồng phong khiến cho những cây nhỏ chung quanh đều lắc lư theo. Đa tạ đại trưởng lão, nhìn sư thiếu thú trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng cũng ấm áp, hướng về phía Tô Thiên ôm quyền cười nói. Nói xong, Tiêu Viêm dường như cũng không muốn kéo dài loại không khí ly biệt này thêm, thân hình vừa động liền đi xuất hiện ở phía trên lưng sư thiếu thú. Sau đó lần lượt Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, còn có Hân Lam cũng theo sát mà lên, cũng may trên lưng sư thiếu thú này diện tích không nhỏ, bởi vậy bốn người cùng ở trên đó cũng không quá chật chội.
Tiêu Viêm, Thượng Lộ bình an. Nhìn sư thiếu thú chậm rãi vẫy cánh, Tiêu Lệ lại lần nữa lớn tiếng gọi. Đứng trên sư thiếu thú, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ khẽ gật đầu, chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Rốt cục hít sâu một hơi, tay áo bảo vung lên, một cỗ kình phong bốc sư thiếu thú nhanh chóng lên không. Đầu lĩnh, chân cứng đá mềm. Theo sư thiếu thú dần dần bay lên, đột nhiên một trận giống to từ phía dưới vang vọng, Tiêu Viêm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lại thấy không ít thành viên bản môn đỏ mặt tía tai gào thét. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm hướng về mọi người phía dưới ôm quyền, tiếng cười sang sảng từ sư thiếu thú trên không chậm rãi truyền xuống. Non xanh còn đó nước biếc còn đây, chư vị, hẹn ngày tái ngộ, nếu có duyên, Trung Châu gặp lại. Tiếng cười sang sảng từ từ truyền xuống, mà sư thiếu thú trên bầu trời lại dần biến thành một điểm nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn mọi người. Dư âm lượn lờ khiến không ít người tâm tình đều có chút sầu não. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lệ bên cạnh, cười nói, không cần lo lắng. Lấy tính tình của tiểu gia hỏa kia, mặc dù Trung Châu cũng đồng dạng hẳn là có thể đi lại không sai đi. Hắn là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta. Tiêu Lệ cười một tiếng, mở miệng nói tự hào. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Già Nam học viện. Tô Thiên cười to một tiếng. Sau đó xoay người hướng về nội viện bước vào, vừa đi vừa nói, thật không biết nếu tiểu gia hỏa này ở Trung Châu gặp viện trưởng đại nhân, sẽ đặc sắc ra sao chứ. Lấy tính tình viện trưởng đại nhân kia, nghe được tiếng cười quái dị của Tô Thiên, mọi người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt có chút chẳng biết tại sao xoay người đi theo. Xa xa không trung phía trên, thật lớn sư thiếu thú phe phẩy hai cánh. Một ngữ cảnh nhàn nhạt màn hào quang từ của chúng trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem nghênh diện mà đến cuồng phong, toàn bộ chống đỡ bên ngoài. Tiêu Viêm khoanh tay đứng trên sư thiếu thú, chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về nội viện đã biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt mang một tia ly biệt cô đơn. Thật sự đem theo cô nàng này sao? Tiểu Y Tiên dường như biết rõ tinh thần Tiêu Viêm giờ phút này không tốt lắm liền chuyển đề tài, đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn của Tử Nghiên thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là hồi phục tâm thần, liếc liếc mắt nhìn Tử Nghiên, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão nhờ cậy, nói rằng có thể sẽ ở Trung Châu sẽ cởi bỏ được một ít bí mật về bản thể nàng. Ta hiện giờ cũng đã là đấu hoàng, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta không theo kịp hay sao? Tuy rằng Tiêu Viêm hai người nói chuyện tương đối khẽ, nhưng vẫn bị Tử Nghiên nghe được, lập tức trừng mắt bất mãn nói. Cười cười vỗ vỗ đầu Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng không cùng nàng cãi cọ, ánh mắt nhìn về phía Hân Lam cười nói, kế tiếp đi đâu, yêu cầu ngươi chỉ rõ. Hân Lam mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía xa nói, muốn đi Trung Châu, đầu tiên phải tới một tòa thành thị tên là Thiên Nhai Thành. Ở nơi đó, chúng ta có thể thông qua không gian trùng động mà tới Trung Châu. Không gian trùng động, danh từ này khiến cho Tiêu Viêm sửng sốt. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Viêm, Hân Lam không khỏi thoải mái cười nói, không gian trùng động là một loại kiến trúc đặc biệt của Trung Châu Đại Lục. Do đấu tông cường giả thi triển không gian lực liên thông hai đầu không gian với nhau. Khoảng cách hắc giáp vực với Trung Châu cho dù là một gã đấu tông cường giả cũng ít nhất phải tốn nửa năm thời gian mới có thể vượt qua. Nhưng nếu dùng không gian trùng động mà nói thì chỉ cần một tháng thời gian, bất quá xây dựng không gian trùng động có chút khó khăn, lại phải thường xuyên tu sửa. Mà người đảm nhận việc duy tu này thực lực phải là đấu tông. Do vậy ngoài loại địa phương như Trung Châu ra, các khu vực khác rất ít xuất hiện. Tiêu Viêm lại lần nữa ngạc nhiên, không gian trùng động. Yêu cầu đấu tông cường giả tu sửa. Trung Châu Đại Lục cư nhiên còn có những thứ mới mẻ thần kỳ như vậy. Thiên Nhai Thành xa xôi nằm bên trong Thiên Kình Sơn Mạch, cách hắc giáp vực gần vạn dặm. Trong vòng 1000 dặm này là tòa thành thị duy nhất đi thông với Trung Châu không gian trùng động. Chính vì thế sự phồn hoa như Thiên Nhai Thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy tốc độ của sư thiếu, muốn từ hắc giáp vực đến Thiên Nhai Thành tại Thiên Kình Sơn Mạch thì ít nhất cũng mất gần nửa tháng. Đối với vấn đề này thì nhóm Tiêu Viêm cũng không có biện pháp. Hân Lam chưa đạt tới cấp bậc đấu vương, hơn nữa cho dù miễn cưỡng đạt tới thì cũng khó có thể chống đỡ cho nàng một đường trực tiếp phi hành tới Thiên Nhai Thành. Đi một chút lại ngừng nghỉ thì không bằng cưỡi trực tiếp sư thiếu, ngược lại càng đơn giản hơn một ít. Tuy thời gian có hơi lâu hơn mấy ngày, nhưng đối với thói quen cũng không tính là gì. Mà trên đoạn đường phi hành này, trải qua thời gian cùng Hân Lâm trò chuyện, Tiêu Viêm đối Trung Châu càng hiểu rõ thêm một chút. Trung Châu Đại Lục, diện tích cực kỳ lớn, bởi vậy tại Trung Châu một ít thành thị lớn đều có bố trí không gian trùng động để thuận tiện đi lại. Không gian trùng động này do những tiền bối hoặc các cường giả kiến tạo nên. Nếu những người này thuộc một gia tộc nào đó thì không gian trùng động chính là vật của gia tộc đó. Đương nhiên loại giao thông công cộng này mặc dù thế lực của gia tộc mạnh đi chăng nữa thì cũng không có ý một mình độc chiếm. Bất quả cũng có một số gia tộc rất nhỏ làm những chuyện ngu ngốc này. Dù sao lợi nhuận mà mỗi năm không gian trùng động này mang lại cũng là một con số kinh khủng, có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc. Bởi vậy khi mỗi tòa không gian trùng động tại Trung Châu xuất hiện đều làm vô số thế lực đỏ mắt. Nhưng ngoại trừ một ít gia tộc cường hãn hoặc là tông phái ra thì những người còn lại cũng chỉ có thể nhìn thèm thuồng mà thôi. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể mời được đấu tôn cường giả, tiêu phí đại khí lực để kiến tạo không gian trùng động này. Không gian trùng động tại Trung Châu chính là tượng trưng cho tài phú cùng thực lực.
đại bộ phận đều thuộc một ít thế lực nhất lưu vang dội, đương nhiên cũng có gia tộc được thừa hưởng từ những tiền bối lưu lại. Trung Châu quả nhiên cùng những địa phương khác bất đồng. Không gian trùng động này mặc dù tại Hắc Giác vực không có tồn tại. Trên mình sư thiếu, Tiêu Viêm nghe xong Hân Lam nói về không gian trùng động cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Làm cho hai điểm không gian xa xôi liên kết được với nhau thì ngoại trừ đấu tôn cường giả ra, cũng khó có ai làm được như thế. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, trong giọng nói không giấu được một tia sợ hãi. Không gian trùng động chỉ là một trong những đặc sắc của Trung Châu mà thôi. Chờ Tiêu Viêm đại ca và mọi NGUOI tới đó sẽ có thể tự mình lĩnh hội được. Hân Lam cười nói. Trung Châu có những thế lực hùng mạnh nào vậy? Tiêu Viêm gật đầu, chần chừ một chút rồi hỏi. Hành tẩu tại mảnh địa vực kia thì cũng nên biết đến tục cùng là ai nên đắc tội, ai không nên đắc tội. Phân chia các thế lực tại Trung Châu, ta chỉ biết đến một ít trên phương diện nhân loại. Về phần ma thú và những chủng tộc khác thì cũng không rõ lắm. Hân Lâm trầm ngâm một hồi rồi nói, tại Trung Châu thế lực nhân loại được chia làm Nhất Điện Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Lông mày chợt nhíu lại, Tiêu Viêm nói, hẳn tháp chính là đan tháp sao? Tháp chính là đan tháp, còn điện là chỉ hồn điện. Hân Lâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Nàng cũng nghe đại trưởng lão nói qua, người này cùng hồn điện có ân oán không nhỏ. Hồn điện, hai chữ đơn giản này làm cho sắc mặt Tiêu Viêm chợt âm hàn xuống, sát ý sắc bén từ trong đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên. Hồn điện tại Trung Châu cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản rất khó gặp người hồn điện. Đừng nói đến tổng bộ, cho dù một ít phân bộ cũng có ít người biết. Bất quá, hồn điện cùng đan tháp nổi danh đủ thấy thế thế lực đáng sợ ra sao. Hân Lam gật đầu, rồi chần chờ nói, Tiêu Viêm đại ca. Ta biết rằng người cùng hồn điện có ân oán không nhỏ, bất quá để an toàn muội đề nghị huynh chưa đạt tới thực lực cùng chúng chống lại thì hãy tận lực nhẫn nhịn một chút. Dù sao hồn điện thì ngay cả đan tháp cũng phải kiêng dè. Phải biết rằng tam đại cự đầu đan tháp đều đứng trong top 10 cường giả. Nhưng ngay cả như vậy thì đối với điện chủ hồn điện thần bí vẫn như trước rất là kiêng kỵ. Theo một số lời đồn đãi thì tam đại cự đầu của đan tháp đã âm thầm cùng điện chủ hồn điện giao thủ, nhưng kết quả như thế nào thì chưa từng có ai biết. Đối với đề nghị của Hân Lam, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Nếu hồn điện đã ở Trung Châu cắm rễ thì sớm hay muộn hắn cũng có thể tìm hiểu ngọn nguồn. Mặc kệ đến tột cùng nó có bao nhiêu mạnh mẽ, Tiêu Viêm hắn vẫn như trước không bao giờ lùi bước. Vậy còn Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phượng Các là nói về thế lực nào vậy? Áp chế ý niệm bốc lên trong lòng, Tiêu Viêm nói sang chuyện khác, hỏi. Nhị Tông là Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Hai cái tông phái này tại Trung Châu cũng là thế lực rất mạnh. Trong tông cường giả như mây. Mặc dù còn kém đan tháp cùng hồn điện nhưng cũng là tồn tại không thể khinh thường. Còn về phần Tam Cốc chính là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc. Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, khóe mắt Tiêu Viêm không nhịn được nhíu lại. Nó là nơi duy nhất mà hắn biết được một thế lực có dị hỏa, hơn nữa Tiêu Viêm cũng tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng là bí mật bất truyền của thế lực này. Nếu có cơ hội có lẽ phải ghé qua phần Viêm Cốc xem thử có thể đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thu vào tay. Nếu như vậy thì thực lực của ta sẽ tiếp tục tăng vọt rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Lấy thực lực Tiêu Viêm hiện nay chỉ là thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến thì tại đấu hoàng là vô địch. Nếu đem nhị trọng biến cũng thu vào tay thì mặc dù không thi triển Phật Nộ Hỏa Liên hắn cũng có thể chính diện đối mặt với đấu tông cường giả. Hân Lâm tự nhiên là không biết những ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm. Nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn còn tưởng hắn bởi vì phần Viêm Cốc có dị hỏa mà như vậy. Lập tức nhắc nhở, Tiêu Viêm đại ca, Cửu Long Thiên Cương Hỏa của phần Viêm Cốc sớm đã bị bọn họ hạ phong ấn hoàn mỹ. Ngoại nhân dù tốn hao hết bao tâm cơ cũng khó mà đem nó chiếm dụng. Vì một cái dị hỏa không thể sử dụng mà đắc tội với một thế lực mạnh mẽ như vậy chính là mất trí. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, nói, yên tâm, ta mặc dù cần phải có dị hỏa nhưng vẫn chưa đến trình độ váng đầu đó. Nghe vậy, Hân Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn mang Tiêu Viêm đến Trung Châu, sau đó hắn vô duyên vô cớ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Gia tộc nàng tại Trung Châu mặc dù có một ít thực lực nhưng cũng không có thực lực cùng phần Viêm Cốc phân tranh. Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các. Bởi vì phương vị vừa vặn ở bốn góc của Trung Châu nên mới gọi là Tứ Phương Các. Thực lực của bọn họ cũng đồng dạng không kém. Dù phóng nhãn nhìn khắp các thế lực nhất lưu của Trung Châu cũng có thể tính là người nổi bật. Những thế lực này tại Trung Châu tận lực không nên châm chọc, Hân Lam chân thành nhắc nhở. Phong Lôi Các lại là một tên quen thuộc, trực tiếp khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút cổ quái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn tu luyện thân pháp Tam Thiên Lôi Động kia tựa hồ là thuộc về Phong Lôi Các. Đương nhiên đây là những thế lực có danh khí lớn nhất tại Trung Châu. Bất quá Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long. Một ít thế lực mặc dù không vang danh nhưng nói không chừng có ẩn giấu tuyệt đỉnh cường giả. Bởi vậy tại Trung Châu làm việc nên hết sức cẩn thận, Hân Lam xoa xoa tay nói. Về phần một ít thế lực phi nhân loại, ta cũng biết không nhiều, nhưng thực lực bọn hắn cực kỳ khủng bố. Trong đó có những thế lực đáng sợ có thể cùng đan tháp chống đỡ. Nói đến chỗ này,
Hàng lông mi của Hân Lam chợt nhíu lại, nhắc nhở nói. Còn nữa, tại Trung Châu nếu có muốn giết ma thú thì tốt nhất nên biết sau lưng nó có gia tộc nào tồn tại hay không. Nếu có thì hãy tận lực thần không hay quỷ không biết mà xử lý nó, nếu không sẽ bị một ít gia tộc ma thú trả thù. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm nhất thời lau đi mồ lạnh trên trán. Trung Châu này cũng có nhiều điểm ly kỳ nha. Cư nhiên muốn hạ sát một đầu ma thú còn phải tra rõ nguồn gốc của nó. Đương nhiên những ma thú tầm thường thì không cần như vậy. Ta chỉ nói đến những ma thú có linh trí, có thể nói tiếng người. Hơn nữa ma thú gia tộc cũng có mạnh yếu. Bọn họ cũng không phải là một khối. Trừ một ít thế lực tồn tại đặc biệt đáng sợ thì bình thường chỉ cần hành sự bí mật thì không có việc gì cả. Nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm, Hân Lam cũng che miệng cười, nói, nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Hân Lam cũng phải che miệng cười, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới khẽ thở dài nhẹ nhõm. Xem ra những thế lực này cũng không có khiến hắn thất vọng à, xem ra rất đặc sắc. Trong khi Tiêu Viêm đang tán thưởng thì sắc mặt Hân Lam đột nhiên vui vẻ, chỉ vào dãy núi xa xa ở trước mặt, kinh hỉ nói, Thiên Kình Sơn Mạch. Tiêu Viêm đại ca, chúng ta đã đến nơi rồi. Sư thiếu lướt qua bình nguyên, từ từ tiến vào bên trong dãy núi. Tầm mắt của đám người Tiêu Viêm chợt phát hiện những đại lộ từ bốn phương hiện ra. Trên những con đường lớn còn có thể thấy rất nhiều bóng người qua lại, thậm chí dù khoảng cách còn khá xa nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy một ít âm thanh huyên náo truyền đến. Phía trên bầu trời của dãy núi này cũng không phải chỉ có nhóm người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu mà, ngay tại thời điểm vừa mới tiến vào đã nghe thấy không ít tiếng động xé gió từ những phi hành thú kỳ dị. Ở cách đám người Tiêu Viêm không xa, bọn họ còn có thể nhìn rõ được không ít nhân ảnh đang ngồi trên phi hành thú. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm đối với toàn bộ khung cảnh là một cảm giác phồn hoa. Dù sao trên bầu trời hắc giác vực cũng rất khó gặp cùng lúc nhiều phi hành thú như thế này. Ở trong này phi hành thú tựa hồ chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi. Bất quá trên đoạn đường đến đây tựa hồ phần lớn, những đầu phi hành thú đều là một ít ma thú tầm thường chỉ là nhất hoặc nhị giai mà thôi, còn tam giai thì rất hiếm gặp. Bởi vậy khi đám người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu đến làm cho không ít người ngạc nhiên xen lẫn sự hâm mộ. Loại cao gia phi hành thú sư thiếu này chính là tương đối khó tìm. Nếu không phải là những gia tộc hoặc thế lực có nội tình xa xỉ thì rất khó có thể đem chúng thuần phục. Không hổ là tòa thành thị phồn hoa nhất trong vòng ngàn dặm. Đối với những ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, trong miệng phát ra tiếng than nhẹ. Chợt bản thân khẽ dậm chân, sư thiếu liền phát ra một tiếng ưng bé nhọn, rồi chợt động đôi cánh lớn hướng về chỗ sâu trong dãy núi mà nhanh chóng bay vút đi. Sư thiếu bay được ước chừng 10 phút thì thấy một tòa thành thị thật lớn, loang thoáng ẩn hiện trong những tảng cây xanh trên ngọn núi. Khoảng cách dần được thu ngắn lại. Tòa thành thị khổng lồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu vào trong tầm mắt. Ánh mắt cũng cẩn thận đánh giá lại quy mô của thành thị, Tiêu Viêm không khỏi gật đầu khen ngợi lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm quan sát tòa thành thị thì khoảng cách giữa chúng và sư thiếu ngày càng gần. Khi sắp tiến vào khoảng không phía trên thành thị thì đột nhiên một đạo quang ảnh từ cửa thành thoáng bay vụt lên, hóa thành một hoàng y lão giả. Hoàng y lão giả này sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau lưng một đôi cánh đấu khi hơi hơi chấn động. Liền đứng thẳng tắp trước lộ tuyến của sư thiếu, trầm giọng nói, các người là lần đầu tiên đến Thiên Nhai thành phải không? Chẳng lẽ không biết trên không trung thành không cho phép phi hành thú tiến vào sao? Lộ tuyến phi hành bị cản trở, sư thiếu gáy lên một tiếng thật lớn rồi thân hình dừng lại. Trong ánh mắt hiện ra một khí thế hung ác, nhìn chăm chú vào hoàng y lão giả trước mắt. Bất quá khi Tiêu Viêm dậm chân một cái liền ngoan ngoãn đứng im. Đúng là lần đầu tiên đến, không nghĩ là quy củ của Thiên Nhai thành lại có nhiều như vậy. Tiêu Viêm liếc nhìn hoàng y lão giả trước mắt, thản nhiên nói. Đấu hoàng cường giả. Cảm thụ được thanh âm như tiếng lôi minh vang vọng bên tai, sắc mặt của hoàng y lão giả hơi đổi. Ánh mắt cẩn thận ở phía trên sư thiếu đảo qua, rồi hiện lên một chút kinh ngạc. Trong đám người ngoại trừ một người ở ngoài còn lại ba người kia thực lực đều hơn xa hắn. Đặc biệt vị nữ tử áo trắng kia lại cấp cho hắn cảm giác bị đè nén. Thậm chí dưới tình huống áp chế này, đấu khí lưu động trong cơ thể đều trở nên tắc nghẽn. Thực lực của nàng ta rất khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác này mặc dù bên trong La Gia cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cường giả như này không biết đến Thiên Nhai này có mục đích gì đây. Hoàng y lão giả trong lòng chợt nổi lên một ít sóng gió. Trên khuôn mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Đối với đám người Tiêu Viêm chắp tay nói, vị bằng hữu này, đây là quy củ bao năm nay của Thiên Nhai Thành. Phía dưới cửa thành La Gia ta có một địa phương đặc biệt dành cho những phi hành thú này. La Gia. Tiêu Viêm đại ca, phần đông những thế lực lại Thiên Nhai Thành này long xả hỗn tạp. Bất quá La Gia trong đó cũng đã tồn tại một thời gian lâu dài. Hơn nữa cái không gian trùng động kia cũng là của La Gia. Trong gia tộc này có một lão tổ tông thực lực ước chừng ngũ tinh đấu tông. Nếu không phải như vậy chỉ sợ La Gia cũng khó có thể một mình điều khiển không gian trùng động nhiều năm như vậy. Dù sao khối thịt béo chảy mỡ này mỗi ngày đều có vô số người đỏ mắt nhìn chằm chằm. Nghe được những lời hoàng y lão giả nói, Hân Lam ở phía sau Tiêu Viêm thấp giọng nói. Khẽ gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ quét qua người hoàng y lão giả. Thực lực người này chỉ là nhị tinh đấu vương, cũng miễn cưỡng tính là một cường giả.
Hắn tới chỗ này chỉ là muốn từ không gian trùng động mượn đường mà thôi, cũng không nghĩ tới nảy sinh chi tiết bất ngờ này. Đa Tạ đã cho biết, xin cho hỏi cái không gian trùng động là ở đâu vậy? Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm vang lên. Mấy vị bằng hữu hôm nay thực không khéo, không gian trùng động đang trong thời gian duy tu, tạm thời đóng cửa. Bất quá những cường giả của gia tộc đang cố sức duy tu, sẽ không lâu nữa có thể khai thông. Nghe vậy Hoàng Y lão giả kia lắc đầu, nói. Đóng cửa. Nghe được những lời này, lông mày Tiêu Viêm chợt nhíu lại. Vận khí cư nhiên lại kém như vậy sao? Những người kia duy tu cần mất bao thời gian? Tiểu Y Tiên đôi mắt chậm rãi mở, thanh âm bình đạm nói. Cái này ta cũng không biết rõ lắm. Việc duy tu không gian trùng động này cần phải xem vấn đề có nghiêm trọng hay không. Không gian trùng động tại Thiên Nhai Thành này chính là một vị tổ tiên La Gia tại hơn 100 năm trước xây dựng. Sử dụng đã nhiều năm như vậy tất nhiên là có không ít hỏng hóc. Mong các vị thứ lỗi. Nếu các vị vẫn muốn thông qua thì có thể đợi ở trong thành ít hôm. Hẳn sẽ có kết quả. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hoàng Y lão giả vội vàng trả lời, sợ chậm trễ. Mặt khác, tại nhà của vị lão tổ gần đây đang rộng cửa chào đón một ít cường giả đấu tông để duy tu không gian trùng động. Nếu tiểu thư có hứng thú có thể trực tiếp đi đến trung tâm chỗ không gian trùng động dứt lời sau, Hoàng Y lão giả như chợt nhớ ra điều gì, lại bổ sung nói. Đối với những lời của Hoàng Y lão giả, Tiểu Y Tiên cũng từ chối cho ý kiến. Rồi đem đôi mắt đẹp hướng về phía Tiêu Viêm. Hay trước tiên cứ vào thành đã. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, chợt ôm quyền hướng với Hoàng Y lão giả, tay áo vung lên. Một cỗ kình phong liền bao trùm sư thiếu nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Nhìn thấy người Tiêu Viêm rơi xuống mặt đất, Hoàng Y lão giả cười khổ một tiếng, thở dài nói, lần này không gian trùng động tựa hồ có vấn đề không nhỏ. Bằng không lấy năng lực của lão tổ sẽ không ra mặt mời những vị đấu tông cường giả khác giúp đỡ. Những đại gia hỏa này cũng không phải dễ mời, hơn nữa đều muốn thù lao, đều là công phu sư tử ngoạm. Tiêu Viêm cũng không biết đến điểm kia theo ý của Hoàng Y lão giả, mà tùy ý tìm một mảnh rừng rậm ở ngoài thành đáp xuống. Trở về đi. Đợi đến khi sư thiếu hạ xuống mặt đất, mấy người Tiêu Viêm cũng vụt nhảy xuống, nhìn sư thiếu phủ phục trên mặt đất, hắn cười nói. Như nghe hiểu lời của Tiêu Viêm, đầu sư thiếu khẽ cọ vào Tiêu Viêm vài cái, sau đó chấn động đôi cánh, rồi nhanh chóng biến mất phía cuối chân trời. Đưa mắt nhìn sư thiếu rời đi, Tiêu Viêm cũng là thở ra một hơi, đối với Tiểu Y Tiên mấy người phất phất tay, xoay người dẫn đầu bước vào Thiên Nhai Thành. Tiêu Viêm, không gian trùng động tạm thời đóng cửa, chúng ta làm sao bây giờ? Chậm rãi sóng vai cùng Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhíu mày nói. Trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, xem có tin tức gì hay không. Nếu ngày mai còn chưa xong, thì đi nơi trung tâm thành đó xem thử. Tiêu Viêm cước bộ thoáng chậm lại, cười nói. Đối với lời nói của Tiêu Viêm nơi này tự nhiên sẽ không có người phản đối, bởi vậy đều là gật gật đầu. Khi tiến vào trong thành, đám người Tiêu Viêm tùy tiện tìm một khách sạn tương đối sạch sẽ rồi sau đó liền vào ở trong. Tại nơi này muốn nhanh chóng nắm bắt được những tin tức thì mau lẹ và thuận tiện nhất. Sau khi đem đám người Tiêu Y Tiên an trí ổn thỏa, Tiêu Viêm một mình đi tản bộ, sau đó có chút thuận lợi có được một ít tin tức hắn cần. Chính như tên Hoàng Y lão giả nói, hiện giờ không gian trùng động bên trong Thiên Nhai Thành này đã đóng cửa. Hơn nữa tựa hồ vấn đề lần này của không gian trùng động là không nhỏ. Mặc dù thực lực của lão tổ La Gia kia là ngũ tinh đấu tông cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bởi vậy phải mời những cường giả đấu tông khác đến tương trợ. Bất quá cường giả đấu tông tại Thiên Nhai Thành này cũng là phượng mao lân giáp, hơn nữa quan hệ lại phức tạp. Vì thế đối với miếng thịt béo không gian trùng động này dù La Gia lão tổ ngỏ lời mời vẫn có rất ít người đáp ứng. Việc duy tu không gian trùng động cũng vì thế gác lại. Việc này làm La Gia rất đau lòng, dù sao mỗi ngày đóng cửa không gian trùng động sẽ làm La Gia bọn họ tổn thất cực lớn. Xem tình hình ngày mai như thế nào, nếu để chuyện này kéo dài cũng không phải là chuyện tốt gì. Mang theo ý niệm như vậy, trong phòng Tiêu Viêm cũng từ từ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 97 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.